vị các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cho những cái này. Đây là đội chó cứu hộ ở trong phim hoạt hình. Đội chó cứu hộ. Rồi, mình sẽ giới thiệu con này trước nha. Con này là Muscle. Bạn này rất là hậu đậu. Nhưng mà bạn ấy chơi cái gì thì cũng dở thôi. Nhưng chỉ có làm gì là bình thường. Nhưng bạn này thì rất là hậu đậu lắm. Cho nên các bạn mong thông cảm mình này nha. Nhưng bạn này có bộ xe đẹp nè. Đây là xe. Đây là những chọn lửa. Đây cho các bạn xem nè. Chọn lửa nè. Đây, bạn ấy mặc đồ rất là đẹp. Đây là hai cái sừng tóc lửa. Còn đây là cái bộ giáp lửa nè. Rồi con tiếp theo. Bạn này, bạn này tên là Rocky. Bạn này hay sợ nước lắm. Nhưng bạn này có tính tài năng giỏi. Là bạn này có thể. Bạn này là người bảo vệ môi trường. Đây bạn nè, thấy bạn này mặc đồ giáp không? Đây nè, nhìn là biết rồi nè các bạn. Đây là chiếc xe của bạn ấy. Chiếc xe cần cẩu. Cái này để mình đi nhặt rác nha. Rồi, con tiếp theo. Rồi, đây là bạn. Bạn Kai. Bạn này rất là tài năng giỏi. Nhưng mà bạn này có bé tí tẹo à. Nhưng bạn này rất là. Nhưng mình có cái xe. Đây mình có cái này thả xuống được đây. Đây là biết cái gì không các bạn? Đây là cái móc. Để khi mình đi cứu người á, mình phải dùng cái móc này. Mình phải cứu người. Đây chính là chiếc trực thăng. Đó, các bạn đẹp không? Nhớ comment dưới cho mình biết nha. Rồi, con tiếp theo. Đây bạn này tên là Rocco. Bạn này có giỏi là xúc cát. Bạn này là xây dựng. Đây là cần cẩu. Đây là đồ để đất nhà. Đây cho các bạn xem nè. Đó, đây là cái sốt đây. Cái sốt này để mình hút, mình để cái gì lên á. Mỗi khi á, mình đẩy nè, cái này nè. Sau đó khi mình thấy cái cục đá này bự nè, mình kéo cái này nó lên xong mình đi vậy nè. Đó. Rồi, đây là bạn này rất là giỏi xúc cát. Mà bạn này suốt ngày chỉ có ăn với ngủ à. Nhưng mà bạn này rất là hiền lành. Bạn này á rất là giỏi xúc cát. Mỗi khi á, cái đất nó bị, mỗi khi á, nước á, nó sẽ tràn ra, bạn Robo sẽ lấy cái này. Đây, bạn lấy cái suốt này nè. Xong bạn đi kéo nước. Rồi bạn xúc từng cái rồi bạn ấy có thể giúp đỡ được. Nhưng bạn ấy rất là giỏi. Đây chính là cái xe này nè, các bạn coi đi. Đây là quy chương ở lộn, đây là quy chương nè, quy chương số 6 luôn. Đây đó, con tiếp theo. Đây là bạn này chơi là chơi. Bạn này là chú chó cảnh sát. Bạn này rất là mạnh mẽ. Nhưng mà bạn này bị dị ứng hắt xì. Nhưng mà bạn này cũng rất là hung dữ. Nhưng bạn này rất là giỏi chơi thể thao lắm. Đây là chiếc xe cảnh sát này cho các bạn xem này. Đây là một cái sọ móc bằng xương. Khi á, cái gì nó bị kẹt thì xe sẽ kéo cái này nó dài, xong móc vô cái đó, rồi mình lấy cái xe mình đẩy nó ra là mình có thể kéo được đồ đó rồi. Đây con này, bạn này có cảm xúc là bạn này rất vui. Nhưng mà bạn này, đây cho các bạn xem một cái này. Đây là cái túi nè, cái túi như sau này đó. Con tiếp theo, đây là bạn Zoomer. Bạn này hay giỏi bơi lắm. Bạn này là người bơi giỏi thể thao. Bơi lội. Này cho các bạn xem đây. Đây là bạn Zuma. Đây, bạn này
rất là giỏi thể thao. Bạn này có cái nấng đây, bạn này có huy chương ở đây nè, đây cho các bạn xem này, đây huy chương màu xám xám đây nè. À, đây bạn này rất là giỏi, nhưng bạn này có thể giải cứu được ai mà bị chìm nước đó, thì bạn này có thể bơi ra mà được giải cứu. Nhưng bạn này có cái cánh đây nè, đây nè, nó ở đây nè, ở trên đây nè, đó bạn này bay lên. Bạn này giỏi chơi cái này lắm nha. Đó, để cho các bạn xem nè. Đó, đây bạn, đây mình sẽ mở bạn này ra coi á. Bạn này là bạn này có thể mở ra được nè. Đây đó, mình sẽ để cái diều này xuống nha. Đó, rồi đây là bạn này này, đây là bạn này có thêm cái huy chương, đây là huy chương của bạn này, đây là đồ điện thoại. Bạn này khi anh Raider gọi khẩn cấp thì bạn này có thể nghe được anh này gọi ở trong đây. Rồi cái chuông phát sáng ở đây nó sẽ ren lên, nó sẽ cam cam lên, là có nghĩa là có khẩn cấp đó. Đây là khi bạn này lặn xuống dưới, rồi bạn này bơi á, thì bạn này sẽ có cái này, hai cái này sẽ banh ra ngoài, banh ra đây nè, đó banh dài ra, rồi bạn này có thể bơi lội rất là giỏi. Bơi sau thì bạn này vẫn bơi được, nhưng mà bạn này mình biết có cái gì đẹp, có cái gì không? Đây bạn này, đây cái chân này, cái chân có thể mấy cái chân như này cũng có thể giơ lên được nè, với lại bạn này cũng được nè. Nè, hai con này nó có thể làm giơ được cái chân này, đây nè. Đó, cho các bạn xem. Đó, thấy không? Đây. Rồi. Đây, nói chung là mình đã giới thiệu hết rồi chắc của họ rồi. Giờ hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Bye bye.